Yep. Hôm nay đổi style một chút ha. Xin đây hả mày. Everybody put your hands up in the air. You so talkative. Ba 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 do do my ba let it in. I give you your sympathy. You did it la 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 could it be. So now, number two. For you that are there, I'm so number two. Your rap still in intensity. My rap still give infinity. That's what a real pain. Mày đã không để như mày đến lát rồi sao. Coi còn thích với các mắt là đống cát chiều cao. Cho mày hết xàm lờ này thì trùng và đẹp. Mày tôi trắng ngay từ đầu rất là từ từ thế. Mày thì cũng cự thể cứ trên mặt ra đó. Rồi biểu diễn cho bẹp bào chữa thế nào nữa hay lại cầu cửa là ó. Chất xám mày thôi nữa tao đã dậy tận tình mà sao cứ lì ra đó. Mày nên về lại núi chung vô xó. Ở cái xứ được gọi là hóc và tó. Cùng anh em mày vui tháng ngày. Nhai củ mì đi nha con chó. Dốc sức mà cào bằng phím. Chắc mai tao phải gọi chiếc một cây là thím. Cái đỉnh này chỉ có chữ S với Z. Còn chiếc H mày cứ nai lưng ra mà kiếm. Có khi tới già đón Tết Congo thì có cửa cho miền núi tụi mày chay chân. Chứ xuống đây mà giọng láo lồn thì nên tính trước cái đường lo thân. Mày rap đỉnh tao biết nhà ông bà già mày còn có chứa cả kho bơm. Sao đéo bảo cưa ra mà bán phế liệu. Mua nước xúc miệng để mày rap cho thơm. Đến tài xế nhà tao mà còn rap hơn cả cái lũ vương tượng hoang tử miền núi can trường. Nó chắc cú là cái xác mày nằm ngang đường. Không thương lượng, không nhân nhượng để mất công chứ tưởng tượng mày. Ngày càng bay xa lây nhiễm như zombie hay Walking Dead. Mà tiếng Việt mình gọi là thay ma. Mày chúc tụi tao không được bình an và gặp nhiều tai nạn. Ok, tao chúc lại mày thăng tiến trong danh từ đây cuộc đời gắn liền với cấp nạn. Nhưng cây cỏ nó sống đời thực vật. Nói giỏi tông đường bằng nước con nuôi. Lương tâm thanh tịnh lại phạm không rơi. Ngửa sổ tâm hồn con chọc con núi. Thầy bói miền núi lên thiên cưỡi chú voi con. Mà không có bồi cũng đã nói một lời tiên tri. Tất cả ở trong đó rồi. Anh em nhà riêng gặp thấy tai nạn. Thấy chiếc bồ cây thì đừng có cứu. Hãy để cái thằng trời đánh thắng đâm qua cầu đầu thai hiện hình chiếc thú. Gạo cho lớn thu cho to. Mà cái giọng cứ ngọng là ngọng à. Qua đây để tụi anh chữa cho. Làm phước mà tọng vào họng. Mày một đấm là con chặt mắc kẹt. Từ thanh quản tụi thanh xuống dạ dày. Vừa cứu được mày cứu được fan rap Việt. Thoát khỏi được cái cảnh đọa đầy. Nghe đây ở miền núi thì có thể mày là ngôi sao minh tinh. Nhưng mà cái kiểu sầm chặt của mày thừa tao coi mày không hơn âm binh. Ha 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 công bố thiên hạ cho tóc chiến quá rồi mày đéo thích nghe. Ha 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 những cái chuyện không lạ là anh em tụi tao cũng đâu có kè. Mày lăng mạ như lăng xê thì nên về nhà học lại chiêu thức rap căng của tao. Lăng nhục mày đến hả hê là con nít đua đòi mà thích lăng xăng. Dù tao căng thẳng hay là rap thông dong thì cái chiêu vẫn đủ cho flow băng băng. Tao có nói trong nhạc của tao miền Nam thống trị cái đỉnh của trường phái gặt. Nhưng xin lỗi nha tao viết thiếu và sẽ trừ ra. Lũ ngu miền núi tụi mày lần nào cũng châm lửa đỏ thiêu rụi cả núi tụi cày. Nhưng mà nó ngu lại còn mặt dày nên đéo bao giờ mà có lần cuối. Vì đơn giản mấy thằng thiểu năng mà thích chơi ngu hãy nó đã dây còn lâu mới thôi.